Mẹ con cua nè Nam. Con cua hả? Ừ. Cua mà nó ăn Con cua nó nhiều kẹp. hả? Nó kẹp xong rồi kéo nó lên. Chưa, nó chưa kẹp. Bước xích tới một miếng. Đó, đó nó kẹp rồi đó, kéo nó lên. Kéo nó lên. Chưa, từ từ, từ từ. Rồi con cua. Con cua không bắt được. Mẹ cứu được con cua. Con cua đâu, cua đâu. Nè. Ủa cua chả nữa Nam. Còn nữa nó còn có bị có phải cua có con không? Ui, ui, ui. À. Không, con này con được. Càng càng bự càng nhỏ là con được. À đúng rồi đó. Vậy, đúng trời rồi, sao nó khỏe như bà. Nè, cái mai nhỏ nè, cái này nè Nam. Này nhỏ là con đực nè. Với lại cái càng nhỏ càng bự nó sẽ là con đực. Ở ngoài này cũng còn một con nữa nè cô Thơ. Ngoài đường mương sao á. Này, để bỏ vô đi. Nó kẹp la làng đi ở đây nè. Ở ngoài này nè. Con làm sao con kẹp mất luôn cho mọi. Mẹ kiếm mấy cái khô đó nhiều lắm á. Nè kìa. Cũng bự. Cũng bự. Đó đó đó, dưới đó đó. Nè. Thấy gì? Sợ nó không dám ăn. Đó. Kẹp cái đã, chờ con phải chờ nó kẹp cái. Kéo nó từ từ thôi, mẹ nãy kéo nhanh quá. Đấy. Ê, con này con cái, con này con cái. Nhưng mà không có con này xích vô. Khoan thôi, có con không có con thôi. Không có con thì cứ bắt thôi. À, vậy, có con không? Có con thì thả, không. Có chuyện nhớ, có chuyện mất kịp. Chứ không để cho nó đẻ hả? Không, không có con thì cũng đâu á. Phải mùa mưa nó mới đẻ chứ. Thấy là không có rồi đâu. Cứ đem vô chơi nó chơi thiếu thì rồi thả, phải muốn thả. Bỏ trong lu á nè. Ừ. Dám bắt nó không? Dữ vậy? Dám bắt nó không? Trời ơi, cái càng nhỏ xíu. Có không nè? Cái này cá lồng rồng nè. Chơi vui thôi. Thường người ta sẽ câu nó bằng vịt. Biết không? Con vịt nó xuống tưởng đâu con cá mẹ tưởng đâu á là nó ăn mấy con á. Con cá mẹ sẽ táp con vịt mà dưới chân con vịt sẽ có cái lưỡi mà làm như vậy thì tội vịt lắm, có nhiều con vịt bị táp đứt chân luôn á. Đây nè, đây phải không, bỏ đây phải không nè, chồng con cua nè, con cua đực bự ghê ha, con cua cái cũng bự ghê luôn á. Ủa con nào cũng càng lớn càng nhỏ mà cô Thơ, nhưng mà cái mà nè hai con là nhưng mà cái yếm đó không có cái hai yếm con này anh đực hết nè, đâu con cái chưa, con cái con cái trời ơi. Con này con đực nè, con đó con cái nha. Sao ngoài cầm dễ vậy? Ừ, ngoài cách bắt thì cái cách bắt á. À con này con cái nè. Đè cái mai nó nè. Đè cái mai nó nè. Đè cái mai nó vậy nè Nam. Là con cái. Con đè cái mai nó vậy nè. Con lật cái là cho nó đè cái yếm nó nhỏ thấy không? Hay khác không? Cái biết kẹp bí. Hồi xưa chuyên gia cột dây chỉ vô dắt nó đi một vòng. Dắt cua đi dạo.